các bạn rồi. Thì lần này là mình sẽ thực hiện theo yêu cầu comment của tất cả các bạn mà đã comment cho mình nhé bạn. Và lần này mình đã tìm ra được một comment khá là hay và bạn này nêu ra cho mình rồi nhé bạn. Từ từ, và trước khi comment đó mình sẽ tiêu diệt cái hải tặc này để mình kiếm trái quỷ nhé bạn. Đấy, trong room phải không, trái UB, mình nói trái UB trái cực kỳ mạnh luôn các bạn ơi. Thực sự luôn, trái UB cực kỳ mạnh luôn đó, thấy chưa? Rất là mạnh luôn các bạn. Mạnh từ BB tới farm luôn, không có đùa đâu thật sự. Thì như mình nói ở clip mà mình nói trước về trái UB này nha các bạn, là các bạn nào phải biết chơi ấy, phải gọi là dân pro ấy mới có thể là xài trái UB này thuần thục để đi BB được nhá bạn. Cái trái UB này cực kỳ khó trong BB luôn, không có dễ đâu thật sự. Đấy, và tiếp theo nữa là gì, đó chính là gọi là khi mà đối thủ ra ngoài cái room các bạn, là trái UB này giống như là phế mà đúng không? Đấy, các bạn hiểu không? Đấy, giống như là trái UB này đứng ngoài cái room là các bạn giống như là khắc chế được đối phương vậy đó, đúng không? Đó, thì cái cách của cái bạn này comment đó bạn, mình thấy rất là hay nè. Đấy, và mình cũng đã thử rồi, lát hồi mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Cái cách này sẽ làm cho các bạn gọi là không cần room luôn nha các bạn. Các bạn cho đối thủ ra ngoài room luôn. Đúng rồi, chấp đối thủ ra ngoài room luôn, các bạn vẫn có thể xài chiêu được nha các bạn. Là các bạn hiểu cái trái UB này quá lỗi các bạn ơi. Lỗi kinh khủng luôn, một cái trái mà gọi là cực kỳ mạnh trong BB rồi, dành cho pro rồi. Lại có thể khắc chế được cái nhược điểm, đó chính là ra ngoài room các bạn. Đó, cái nhược điểm của trái UB này khi ra ngoài room ấy là sẽ rất là yếu đúng không các bạn? Đối phương không có sử dụng chiêu được, mình không có sử dụng chiêu với đối phương được, hay là làm cái gì đối phương được hết á. Vậy, và cái cách buông của bạn này chỉ cho mình á thì sẽ khắc chế được điều đó luôn nhé bạn. Cái này không phải gọi là cách buông nữa bạn, mà là chắc mình nghĩ chắc là tính năng game hay là cái gì. Cái này chắc là tính năng game hay là gì đó rồi các bạn ơi. Đấy, tại buông là lỗi mà bạn, buông được biết là lỗi mà. Thì ôi, thì không biết admin tính làm vậy là tính năng lỗi hay là do là tính năng của game nữa bạn. Ủa đâu rồi? À đây đây, để tiêu diệt coi được trái gì nhá bạn, từ từ đã. Đây. Rồi phân tách chấm hỏi. Gì vậy? Gì nghĩ xui. Đây 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 đây. Rồi, bạn thấy nha, bạn này tên là Cassius nha. Cassius nha bạn. Đấy. Cassius hay Cassius gì 3402 ấy. Rồi. Khi anh giữ chiêu V control trong vòng 15 giây thì chiêu V sẽ bị bung và anh có thể di chuyển bình thường trong khi chiêu V vẫn giữ. Sau đó anh chạy ra ngoài room thật xa rồi thả chiêu V được giữ từ từ cho lúc mục tiêu và bung sẽ xuất hiện nhé bạn. Rồi nhé bạn, các bạn thấy dạy thôi chứ thực hiện cực kỳ dễ dàng luôn. Đây bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn luôn nhé bạn. Cực kỳ thực hiện rất là dễ luôn nhé bạn, không có gì hết. Và đây sẽ là cái mà mình nghĩ là tính năng hơn các bạn. Tại nếu mà bung là sẽ bị dính là lỗi cái kiện đúng không? Nhưng mà mình nghĩ đây là không phải là bung lắm, mà là tính năng hơn. Thì tại sao bây giờ mình sẽ thử cho bạn xem nha. Hó, cái cách này sẽ khắc chế được cái nhược điểm mà khi mà đối phương ra ngoài room các bạn không thể làm gì được nhé bạn. Rồi bây giờ các bạn giữ V cho mình. Các bạn nha, bình thường là giữ V là cái tay mình sẽ cầm kiếm đúng không? Nhưng mà các bạn chỉ cần giữ tới khi cái tay mình hạ xuống thôi nè các bạn nhìn nha. Cái tay mình chỉ cần hạ xuống dưới nè. Đó, bạn thấy chưa, là các bạn có thể di chuyển được rồi nha. Là đâu có tới 15 giây đâu, 15 giây là chắc bạn đó nói là để cho các bạn dư thời gian ra các bạn giữ thôi chứ không có gì hết ha. Chắc cỡ 5-6 giây là được rồi. Rồi bây giờ các bạn đi ra ngoài room được rồi nè. Đó, vì các bạn giờ đi ra ngoài room được rồi nè. Rồi bây giờ các bạn để ý nha, khi mình thả chiêu V nè các bạn để ý nha. Đây, mình ra ngoài room rồi đúng không bạn thấy nha, cái room mình vẫn đây nha. Bây giờ mình thả chiêu V nè, các bạn nhìn cái room nè, cái room mình sẽ kéo về nè các bạn thấy chưa. Đó, và lúc này là mình sẽ tàn hình đó, các bạn thấy chưa, mình sẽ giống như là tàn hình vậy đó, thấy chưa. Đó, lúc này là mình giống như là tàn hình vậy đó, và mình có thể di chuyển đi vòng vòng xung quanh được ở ngoài nha các bạn. Thì bình thường là các bạn sẽ tàn hình đúng không, sẽ như vậy, giống như chạy tàn hình á, và các bạn quẹt trong room thì các bạn cũng không có biết vị trí của bạn ở đâu đúng không. Còn khi mà sử dụng cái cách này á, là các bạn có thể biết vị trí của mình ở đây luôn, là mình sẽ quánh đối phương văng ra ở đó vậy đúng không. Thì lúc kết thúc á thì đối phương chắc chắn như body sẽ văng ra tới đây đi, là các bạn có thể dùng mấy cái kiếm hay cái gì đó các bạn kéo về các bạn quánh tiếp được luôn, rất là bá luôn nha các bạn, thấy chưa, lỗi cực kỳ lỗi luôn. Cái trái UB này mình đã khẳng định cho các bạn ở clip trước là cái trái dành cho pro BB đúng không. Đó, và cũng nhiều comment á nói là khi mà cái chiêu UB này các bạn ra ngoài room á thì sẽ bị phế đúng không. Đó, cách khắc chế là bị phế, nhưng mà cái cách này là loại bỏ khắc chế luôn rồi, thấy chưa, loại bỏ cái nhược điểm là đứng trong room mới đánh được luôn. Rồi rồi, cực kỳ hay luôn nhé các bạn, có thấy chưa. Ví dụ như các bạn mới vô game đi, các bạn đứng trong safe zone đúng không. Đó, các bạn giữ vậy cho mình. Đó, các bạn đứng safe zone giữ vậy cho mình. Đây nha, đứng trong safe zone giữ vậy cho mình nha. Rồi,
xong rồi các bạn nhớ bộ đi ra ngoài á thì bạn nào mà sang boti quánh chúng mấy bạn là các bạn thả bê liền cho mình luôn, đó là các bạn có thể combo ngược lại đối phương luôn, phải chưa? Rất là ảo nha các bạn, là tự nhiên đối phương không có biết hết, tự nhiên đâu ra tự nhiên ủa này đã bực rum đâu đúng không, này nó bực rum đâu tự nhiên nó xài bê được vậy, bất ngờ liền mạng đó, phải chưa nè? Lúc để rum nó đi nha, xài lắm rồi nha, đây các bạn nhìn nha, đó cái rum sẽ kéo về đây nha các bạn, thấy chưa? Đó rồi các bạn để nha, đó bây giờ mình sẽ đứng đây đi thì mình sẽ biết bò sẽ văng rồi, phải chưa? Đó mình sẽ biết bò văng thì mình sẽ thể dồn mấy cái chiêu khác vô được luôn, đúng không? Đó rất là hay nha các bạn, ảo thật sự luôn đó. Well, cái room sẽ bị kéo về á các bạn, thì mình nghĩ cái room lúc mà kéo về vậy á thì giống là tính năng hơn là một cái lỗi nha các bạn, đúng không các bạn? Để giống mình đi đó, tại vì bình thường á nếu mà bị lỗi á thì giống như là cái room này bị tắt đi xong rồi mình vẫn xài chưa được mà mình sẽ bị dính giống như lỗi là mình sẽ bị tàng hình luôn các bạn, tàng hình vĩnh viễn luôn hay gì đó thì cái đó bị lỗi. Còn này là các bạn, cái room sẽ được kéo về mà các bạn để ý đi, đấy cái room sẽ được kéo về nên mình nghĩ giống tính năng hơn, rất là hay luôn nha các bạn. Wow, tuyệt vời luôn bạn ơi, đi làm vậy là cắt chế hết tất cả mọi loại từ trái OB rồi các bạn, đấy phải không? Để ví dụ xếp vô nha, bò đứng tuốt ra xa luôn đi, ra xa nữa đó, giả bộ đây xếp vô đúng không? Đó các bạn vừa đi ra nè, giả bộ tính đi ra xem như thế nào mà ai ngờ người ta săn bô ti đúng không bạn? Lúc này mình đọc mấy bạn kia sẽ không thấy cái room đâu, tại mình mở room gần để quá đúng không? Để cho mở room nó luôn đi, của đó phương sẽ không bao giờ nghĩ là các bạn có thể xài chiêu được khi đứng ở ngoài đúng không? Rồi đây ra tuốt đây luôn ha. Ra tuốt đây đi. Đó, đó ví dụ ra đây liên ha, rồi tự nhiên đâu gan bo chạy tới săn bô ti mình đúng không? Thả ra quánh liền. Đó em, mình sẽ tự nhiên từ trong nhà trong xếp vô kéo cái room ra. Đối phương sẽ bất ngờ đâu bạn, đó. Đó, đó phải chưa? Đó thì mình có thể dùng kèm theo chiêu vô được luôn phải chưa? Đó mình sẽ biết đối phương văng ở đâu và kèm theo chiêu vô được liền luôn, chứ bình thường là các bạn sẽ không thấy cái đối phương đứng đâu á, đúng không? Các bạn cũng tàng hình mà. Đó, đi vòng bạn xong rồi kết thúc thì văng vậy thì khó canh hơn. Và các bạn để ý đi, khi mà làm như vậy á tự nhiên mình cảm giác là đam mình to hơn nha, các bạn thấy không nè? Đây. Các bạn nhìn nha. Ở cái V này to quá, ở lòng cái Z cái room này to quá bật nhỏ thôi. Đó, rồi giờ mình V thử cho các bạn xem nha. Mình đứng đúng tầm này luôn ha, bỏ đứng tầm này luôn đi. Rồi thử nha. Hình như mình cảm giác là đam to hơn á, hồi nãy 5.000 đúng không? Bạn thấy đi, bình thường là 4.700 à, 4.600, 4.700 à. Mà hồi nãy sao tới 5.000 ta các bạn nhìn nè. Đó 4.800 các bạn thấy chưa? Rồi nha, khi mà sử dụng cái tính năng cái lỗi này nha các bạn. Nói chung là mình cũng biết tính năng hay lỗi nhưng mà mình nghĩ là tính năng thôi nha các bạn. Nên mình nói cả hai luôn đi, cái tính năng cái lỗi này đi ha. Rồi cho bạn xem nha. Tự nhiên mình cảm giác là tự nhiên cái lượng đam của mình to hơn á các bạn. Đấy hồi nãy là 4.800 rồi đúng không? Đây. Đây nha. Đây. Rồi giữ. Ôi hay thực sự luôn bạn ơi. Không ngờ được luôn á, vậy cũng được luôn hả? Hay quá ha. Rồi để cái tay mình hạ xuống nè. Đây, cái tay mình hạ xuống ha. Rồi các bạn nhìn nha. Ơ sức. Rồi ra ngoài đó, ra ngoài dễ nhìn hơn các bạn. Rồi đứng khoảng cách đây nha. Rồi thả cho bon nè. Đó các bạn nhìn nè, cái room mình sẽ kéo nè, xong rồi các bạn chuyển qua melee cho mình ha. Đó đứng sáng bỏ thôi, chờ rồi các bạn nhìn đam nè. Đó thấy chưa? Sao lên 5.000 có thấy chưa? Thấy chưa? Lúc mà bạn chuyển qua melee cho mình nha. Đó, các bạn chỉ cần chuyển qua melee thôi không. Không có. À, cái nào nhiều mastery à? À vậy là ủa vậy tính theo nhiều mastery sao bạn ơi? Phải không? Này tại OB mình có 379 à, nhưng mà khi mà mình lúc mà kết thúc á, gần kết thúc á phải không? Là kết thúc các bạn chuyển cho mình qua Super Hung Anh. Đó, là 600 mastery nè. Mình là Super ở đâu cái lúc mà cái God Hung Anh mình là 600 mastery. Hoặc là cái cây CBK cũng được. Khi các bạn chuyển qua á là tự nhiên đam các bạn sẽ lên tới 5.000 các bạn thấy không? Ảo ha. Cái này là cách gia tăng đam cực kỳ ảo luôn các bạn thấy chưa? Ảo ha. Mình đâu biết đây là tính năng hay là lỗi nữa, nhưng mà các bạn thấy bá không? Cực kỳ bá luôn các bạn ơi. Vãi thực sự. Khắc chế được nhược điểm là khi đối phương ra ngoài room là các bạn sẽ không thể nào mà đánh đối phương được đúng không? Đấy. Đồ ơi, cái trái này đã bá rồi mà còn thêm bá nữa bạn ơi, quá lỗi luôn các bạn ơi. Cái trái này đúng là đỉnh cao nữa bạn ơi. Bây giờ mấy bro mà biết được cái mẹo này á bạn, đúng không? Mấy bro bây giờ mà biết được cái mẹo này là xong rồi đó. Thực sự luôn. Trời ơi, trái OB này săn bounty là bây giờ gọi là đỉnh cao đó mày. Đấy, như trước đó mình nói với các bạn đó, thì trái này dành cho bro đúng không? Nhưng mà khi mà đối phương ra khỏi room á thì các bạn sẽ không có thành bro được nữa. Đấy là khó, không có thể nào mà dùng chiêu vô được các bạn. Còn bây giờ là được nha bạn. Tại khi các bạn vê các bạn không? Khi các bạn vê vô là cái room nha bạn, cái room sẽ được kéo về mà. Đấy. Cái room của các bạn sẽ được kéo về rồi. Thì lúc đó các bạn có thể dùng C hay là chiêu ít gì quăng đá thoải mái đúng không ba? Bây giờ sẽ dùng là room bên đảo khác luôn nha bạn. Đây. Mình sẽ để room đảo khác luôn nha các bạn. Đây, để coi cái room mình được kéo về nha, mình giữ mắt room luôn nha. Rồi. Rồi bây giờ mình giữ cái kiếm nè.
Rồi đi tới chỗ con Bo luôn các bạn xem nha, coi cái room có được kéo về từ cái đảo rùa về đây hay không nha. Rồi. À. Rồi, đi đi. Đó thấy chưa? Đó, giờ ra khỏi room rồi nha. Mình đang giữ V nè. Nhưng mà trong lúc này các bạn không có lướt hay là gì được nha. Ô, dưỡng bậc Ken được nè. Đảo gì đó. Dưỡng bậc Ken được các bạn ơi. Rồi rồi đây các bạn để mình đảo rùa nha. Đảo rùa ở đâu ta? Đảo rùa nằm ở bên nào vậy? Hướng nào vậy? Đảo rùa hình như đâu hướng bên kia sao vậy? Rồi rồi thôi kệ đi, từ từ coi room bay từ đâu tới là biết liền nha. Rồi mình thả nè. Bạn nhìn nha. À. Vậy là cách này sẽ vậy mà khi mà các bạn dịch chuyển qua một cái đảo khác là sẽ không thực hiện được cái này nha các bạn. Dạ, vậy là cái room nó kéo về không có kịp đó các bạn. Cái room nó không có rồi thấy cái bơi văng siêu qua luôn các bạn, cái bơi văng đúng xa luôn, văng siêu người bo luôn, quăng 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 cái ra má các bạn, siêu người bo luôn. Nhưng mà tại vì cái bơi không có kéo về được các bạn thấy không, quá xa ấy, khoảng cách quá xa thì cái bơi không có kéo về được. Rồi bây giờ thử về 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 đảo rùi ba. Vậy là cái khi tay le các bạn quá xa thì cái room không có kéo về được. Rồi giờ mình ví dụ nha, đây mình bật room trong này đi, bo ra ngoài đi, bơi bơi là bình thường mình chắc chắn với bạn luôn đó, Phương hay đứng ở ngoài bơi bơi các bạn ngoài kia kìa, chắc luôn. Rồi ra ngoài xa đi đó, nếu mà xa vậy thì được đó bạn, tại vì chung một đảo. Nhưng mà khi mà các bạn qua một cái đảo khác là đó là vậy, thì các bạn nhớ để nha. Bây giờ mà ra ngoài mà có gì khi mà xem clip mình xong á mà các bạn nào mà ra ngoài tự nhiên nói thấy không, đó thấy cái kiếm gì kế bên vai không bạn, là các bạn nên nên chạy đi nha, thực sự bây giờ đó là các bạn nên chạy đi thực sự luôn đó, chứ không phải là bình thường đâu nha, chứ không phải đùa đâu phải chưa. Đó đối phương đi bình thường thôi nha, không lướt không gì hết, nhưng mà lại có một cái thanh kiếm rau ma kế bên nè, thì các bạn nên chạy là chắc rồi đó. Thôi chưa đó, nên chạy là chắc rồi, tại vì đối phương mà combo chúng là xong đó nha các bạn. Đó bạn nhìn nha, đó thì cái room có thể giờ kéo được rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ biết được cái hướng mà chuẩn bị bo văng ra đâu nè, thấy chưa đó. Và mình giữ đó, có thể tông xê Superman kiểu vô được luôn đấy, hoặc là kéo đối phương về bằng cái chiêu Spike nữa bạn đấy. Ui khó chịu quá bạn ơi, quá mạnh rồi, trời ơi trời. Rồi cái trái quỷ đâu rồi, bo lấy trái quỷ nãy ra, lấy trái quỷ hồi nãy ra thử luôn. Tại vì có một bạn comment này là phụ nhớ bạn, tại một clip chắc mình nghĩ là hai hay là ba comment là được rồi ha, tại vì comment bạn này khá là hay á. Đấy, comment bạn trên khá là hay nên mình nghĩ là cũng đủ để các bạn biết được sức mạnh của trái bơi này quá bá cái nào, đúng không? Rồi, đây là comment thứ hai các bạn đi ha. Thì đây là comment nhỏ nha các bạn, là như là thử thách nhỏ thôi cho đỡ, tại vì mình sợ clip dài quá các bạn. Đấy, rồi, bạn này tên là Nhật Phát Trần nha. Anh thử vứt fruit xuống đất rồi dùng skill C cắt thử đi anh. Đấy, và mình sẽ dùng cả hai luôn nha các bạn, chưa biết nè, coi có lấy được trái quỷ đó hay không luôn. Đó, con có cầm trái quỷ tưng 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 để qua luôn. Để qua luôn. Để xem con có cầm trái quỷ tương tương được hay không, hoặc là chưa xơi các trái quỷ văng ra được hay không. Đó, thử cái hai luôn ha, xem có được như thế nào luôn nha. Hồi đảo quá bạn ơi. Rồi cầm trái lên. Ủa trái đâu, trái dụng đó đó, đâu có mất được đâu, trái quỷ để đó. Rồi đây thử nha, để luôn ơi, đây rồi đúng rồi. Rồi thử nha, con lấy trái quỷ được không nha bạn. À không được nha bạn, trái quỷ cũng không có lung lay luôn, không có văng được luôn, không có văng gì luôn nha bạn. Bây giờ không có nhân giác quỷ, không có làm được cái gì luôn. Rồi bo, rồi cầm đi vừa lúc thả xuống á, rồi cắt thử xem. Đó chắc chắn sẽ cắt trúng bo luôn á, chắc chắn luôn nha bạn. Khỏe đi không sao. Rồi 1 2 3 á. À ôi gì vậy, á bo sẽ cầm giác quỷ lại thôi. Cái này giống như là kéo bo lên mày, bo sẽ cầm giác quỷ lại à, không có gì hết á. Rồi giờ tiếp nè, giờ 1 2 3 thả. Rồi không được luôn nha bạn, lấy cũng không được luôn nha. Vậy là không lấy được và không có cắt được trái quỷ nha các bạn. Rồi thì mình nghĩ là chắc có tốt lý tại đây nha các bạn. Thì clip này là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách mà khắc phục được cái nhược điểm của trái OB, là khi mà đối thủ ra khỏi room là các bạn sẽ không đánh được nha các bạn. Cái cách này trời ơi dễ dàng các bạn thấy chưa, cực kỳ dễ luôn, các bạn có thể thực hiện lúc nào cũng được luôn. Thì mình thấy đây giống như là tính năng hơi là lỗi như mình nói lúc đầu clip á, tại các bạn không, cái room sẽ được kéo về mà các bạn. Đó, cái room sẽ được kéo về mà, chứ không phải là tự nhiên mình bị mất cái room hay là mình bị tàn hình khi mà kết thúc chiêu đâu, đúng không? Đó, cái room sẽ được kéo về luôn, là các bạn vẫn bơi bơi được khi mà ở trong room nó tiếp tục luôn. Đấy là vậy, nên mình nghĩ đây là một tính năng hơn là một cái lỗi các bạn. Nên chéo B bây giờ là quá lỗi đó các bạn ơi, chéo B làm quá nhiều thứ rồi, quá lỗi rồi, bây giờ quá lỗi luôn các bạn ơi. Đấy, đây thử lại lần cuối cho các bạn xem nha. Các bạn có thể đứng ngoài rìa cũng được, tại ngoài rìa đi ngoài đi ra ngoài cho nhanh đó bạn. Chứ mà các bạn mà đứng ở dưới cuối rìa kia mà đi ra rìa bên này thì xa lắm, đó là vậy.
đứng ngoài rìa đi ra cho dễ đó, không có cần phải 15 giây đâu ha. Đó, chỉ cần thả cái tay xuống là được ha. Rồi bây giờ xài chưa cho bạn xem nè, đây phải chưa, đó bạn đi nha. Đấy thì đam mà vẫn mất quá rồi, đam vẫn bị trừ. Ô sao 4.9 rồi mày, hồi nãy sao 4.8 rồi đó, đam thì vẫn cứ bị trừ. Ôi bò bị văng hả? Không bị văng mày, đứng như vậy là combo á, combo toang luôn á. Nếu mà làm vậy được là đối phương không bị văng là các bạn đứng đây combo đối phương toang luôn á. Đó nha, rồi thôi mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha. Thì các bạn là thấy hay á cho mình xin một like xuống đây của mình nha, để mình có động lực clip hay nữa ha. Cảm ơn hai bạn comment kia rất nhiều nha. Còn giờ thì bye bye.